Mai Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin đặc biệt. Người Mỹ lo lắng về sức khỏe của Tổng thống Biden. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy 50% người Mỹ đang hoài nghi về sự minh mẫn của Tổng thống Joe Biden và hơn 50% người Mỹ lo ngại về tình trạng thiếu những cuộc họp báo riêng của ông Biden. Khi được hỏi, bạn tự tin đến mức nào về việc Tổng thống Joe Biden đủ sức khỏe về cả mặt thể chất và trí tuệ để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nước Mỹ? 50% người được hỏi trong cuộc thăm dò được Rasmussen tiến hành trên 1.000 cử tri Mỹ trong tuần đầu của tháng 3 đã trả lời rằng họ không tự tin. Chỉ có 48% trả lời rằng họ tự tin hoặc rất tự tin về sức khỏe, thể chất và trí tuệ của ông Biden. Việc ông Biden không ít lần nói hớ và nói vấp đã dẫn đến rất nhiều giả thuyết về năng lực trí tuệ của vị tổng thống 78 tuổi. Lần gần đây nhất, tổng thống Biden dường như đã quên tên của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khi nhắc đến ông này trong một sự kiện tòa Bạch Ốc. Ông Biden đã phải nói rằng người đàn ông điều hành cơ quan ở kia ám chỉ đến ngũ giác đài. Việc ông chủ tòa Bạch Ốc không tổ chức các cuộc họp báo riêng và thường không sẵn sàng trả lời các câu hỏi trực tiếp từ phóng viên cũng khiến nhiều người dân Mỹ lo ngại. Theo cuộc thăm dò, 52% người được hỏi tỏ ra lo ngại về thực tế ông Biden không tổ chức một cuộc họp báo riêng nào kể từ khi nhậm chức. Tuy nhiên, có hơn 40% nói rằng họ chẳng lo ngại gì về việc đó. Trong khi đó, người dẫn chương trình Fox News nói, thật là đau đớn khi chứng kiến những gì Tổng thống có thể đang phải chịu đựng. Có điều gì đó đang xảy ra với Tổng thống Hoa Kỳ. Và đã đến lúc các phương tiện truyền thông, dòng chính nên nhận ra điều đó. Sean Hannity tuyên bố hôm qua thứ Tư 10 tháng 3. Người dẫn chương trình Hannity đã đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và liệu ông có khả năng điều hành chính quyền của mình một cách đứng đắn hay không. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi mà đám đông truyền thông sợ đặt ra, nhưng họ biết đang xảy ra. Điều gì đang xảy ra với Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Joe Biden? Hannity nói trong chương trình của mình, có điều gì đó không ổn về mặt y tế ở đây. Hannity chỉ ra một sự cố hôm thứ Ba 9 tháng 3 khi nhóm báo chí tòa Bạch Ốc hỗ trợ các phóng viên dẫn họ đi ra khi họ hỏi to câu hỏi khiến Tổng thống bối rối và không trả lời được. Thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu vào hôm nay, thứ Năm 11 tháng 3, trong khung giờ vàng để đánh dấu kỷ niệm một năm Việt phong tỏa trên toàn quốc vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bài diễn văn vào thứ Năm tới sẽ là bài phát biểu chính thức đầu tiên của ông Biden kể từ ngày nhậm chức. Ông Biden đến nay vẫn chưa tổ chức một cuộc họp báo chính thức và chưa lên lịch cho bài phát biểu tại phiên họp chung đầu tiên trước Quốc hội, theo Epoch Times. Cựu Tổng thống Trump, truyền thông muốn quên những gì đã xảy ra vào năm 20, tôi thì không. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chia sẻ với Johnson Mueller vào tối hôm qua 10 tháng 3, ngay trước khi Mueller có mặt tại chương trình War Room của Stephen Bannon rằng ông Trump vẫn chưa quên những gì đã xảy ra vào năm 20. Ông Trump tất nhiên đang đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3 tháng 11 năm 20. Trích lời ông Mueller, cựu chiến lược gia của chiến dịch Trump, Tổng thống đã có vài lời ngắn gọn rằng truyền thông muốn quên những gì đã xảy ra vào năm 20. Tôi thì chưa và chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Truyền thông có thể muốn quên những gì đã xảy ra vào năm 20. Tôi thì không. Chúng tôi sẽ không quên những gì đã xảy ra. Chúng ta phải ngăn chặn dự luật này, HR1. Dự luật vì nhân dân của đảng Dân Chủ bị cáo buộc làm cơ sở cho gian lận bầu cử phổ biến hơn và vi hiến. Chúng ta phải dừng việc này lại. Chúng ta không thể để chuyện này trôi qua. Đảng Dân Chủ đang cố gắng khắc phục điều này cho mọi cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Pompeo vừa đưa ra bình luận về chính sách Trung Cộng và nhập cư của chính quyền Biden. Hôm qua, thứ Tư 10 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố rằng
Chính quyền Biden đang vứt bỏ tất cả những việc làm tốt đẹp và các chính sách đối ngoại cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm. Ông lên án Tổng thống Biden vì đã không có những hành động tương xứng chống lại Đảng Cộng sản Trung Cộng. Hơn nữa, còn cố gắng xoa dịu Iran theo Epoch Times. Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo cũng chỉ trích việc Tổng thống Biden bãi bỏ chính sách nhập cư, vốn đã thành công trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump. Và quyết định này đã gây ra cuộc khủng hoảng nhập cư như hiện tại ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ. Chính phủ này đã vứt bỏ tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm, ông Pompeo cho biết. Chính quyền Biden đã thực hiện một số hành động nhằm hủy bỏ chính sách chống nhập cư bất hợp pháp của chính quyền tiền nhiệm. Trong đó, bao gồm việc thu hồi nghị định thư bảo vệ người di cư MPP, khiến nhiều người nhập cư bất hợp pháp ở Mexico. MPP vốn được coi là nền tảng giúp chính quyền Trump chấm dứt chính sách bắt và thả do Đảng Dân Chủ ủng hộ, đồng thời cho phép 90% những người vượt biên bất hợp pháp nhanh chóng bị trục xuất hoặc bị đưa trở lại Mexico để chờ nộp đơn xin tị nạn. Ông Pompeo nói rằng, sau khi Tổng thống Biden thu hồi chính sách MPP, ông ấy đã khôi phục chính sách bắt và thả. Từ thời Obama đưa những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, nơi họ chờ thông báo về phiên xử của tòa án di trú. Tuy nhiên, thủ tục này thường phải mất vài năm. Jason Jones, cựu đội trưởng Cục An toàn Công cộng Texas, DPS cho biết, bất chấp thời tiết băng giá trong vòng một tuần của tháng 2, lực lượng tuần tra biên giới đã bắt giữ 101.535 người vượt biên trái phép ở biên giới phía Nam. Số trẻ em nhập cảnh bất hợp pháp không có người đi kèm tại biên giới đã tăng gấp 3 lần trong 2 tuần qua, lên tới hơn 3.250 trẻ. Điều này đã buộc chính quyền Biden phải sử dụng các trung tâm tạm giam người lớn để ổn định những đứa trẻ này. Ông Pompeo nhấn mạnh, các chính sách biên giới của cựu Tổng thống Trump đã ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Còn chính sách của Tổng thống Biden nói là không cho người nhập cư bất hợp pháp đến, nhưng thực tế là khuyến khích họ vào Hoa Kỳ. Khi tôi nghe chính quyền Biden nói, chúng tôi đang bảo mọi người đừng đến Hoa Kỳ, nhưng sự thật là chính quyền Biden đã bảo mọi người hãy đến đất nước này. Họ đang tạo động lực để những đứa trẻ này đi du lịch, ông Pompeo nói. Cựu ngoại trưởng cho hay, trẻ em không có người đi kèm rất dễ bị buôn bán bởi các băng nhóm tội phạm và thực sự đang gặp nguy hiểm. Ông cho rằng chính sách của ông Biden không chỉ mang đến một cuộc khủng hoảng cho biên giới Hoa Kỳ, mà còn mang đến một cuộc khủng hoảng cho những đứa trẻ này. Ông cùng nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa thúc giục Tổng thống Biden nhanh chóng thay đổi chính sách để đảm bảo an toàn cho nước Mỹ cũng như người dân Mỹ. Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam của chúng ta. Đây là cuộc khủng hoảng về chủ quyền, cuộc khủng hoảng về chủ quyền của nước Mỹ, cuộc khủng hoảng bảo đảm rằng chúng ta biết ai là người ra vào nước Mỹ, và là cuộc khủng hoảng bảo đảm an toàn cho chúng ta, ông Pompeo nói. Tuy nhiên, chính quyền Biden khẳng định họ thực hiện chính sách nhân đạo để đối phó với những người nhập cư trái phép vào Mỹ, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng đang có khủng hoảng ở biên giới phía Nam. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Pompeo cũng bày tỏ sự lo lắng về các chính sách đối ngoại của chính quyền Biden khi có những hành động xoa dịu Iran và những biện pháp đối phó không thỏa đáng khác. Tôi không chú ý nhiều đến quá trình này, nhưng tôi chú ý đến kết quả. Bạn đã thấy rằng chính quyền Biden đã thực hiện các hành động để xoa dịu Iran. Chúng tôi nhận thấy rằng họ đã có những hành động không thỏa đáng để đối phó với vụ tấn công quy mô lớn vào Microsoft Exchange Servers từ Trung Cộng. Cựu ngoại trưởng nói, những điều này đã khiến cho các quốc gia khác thách thức chúng ta và tấn công chúng ta. Một nước Mỹ hùng mạnh không phải nhún nhường mới có thể đảm bảo sự tự do cho Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông Pompeo cũng bày tỏ sự vui mừng khi Tổng thống Biden dự kiến tổ chức một cuộc họp video với các nguyên thủy quốc gia Liên minh Bộ Tư.
bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ trong tuần này, để thảo luận về các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng giải bày mối lo ngại của mình. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump luôn cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Cộng. Chúng tôi có rất nhiều can đảm và chúng tôi không sợ hãi. Ông nói, chúng tôi là chính phủ đầu tiên chống lại mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Cộng và chống lại các hành động của họ đối với người dân Hồng Kông. Markovic xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.